Dạ rồi, em Thú Euro Sài Gòn kính chào anh em. Tiếp tục buổi tối hôm nay em giới thiệu cho anh em tiếp một cái bao nữa. Một cái bao của Korea, của Hàn Quốc ha. Một cái bao karaoke chuyên nghiệp. Thì nó có model là M700. M700 là thể hiện là 700W mono anh em ha. Và con này nó xuất cho thị trường Mỹ nên nó điện là 120V. Đây, thông số nó nằm thể hiện phía sau đây nè anh em. Thì nó bao gồm Aura nè, 350W cho 4 ôm và 700W cho kênh mono. Đấy, hàng made in Korea và số series thì có trên nắp luôn anh em ha, 5050. Đấy, hàng này xuất cho thị trường Mỹ, dây nguồn rời anh em ha. Có hai quạt tản nhiệt hai bên, quạt rất là cực im luôn, không phát ra một tiếng động nào nhỏ cả, quạt rất là im dịu. Thì trên phần cái nắp thì vẫn có trầy nhẹ nhẹ anh em ha, vẫn có trầy nhẹ nhẹ. Thì nó ao ra từ 4 đến 8 ôm, bao gồm mỗi chim bắp chuối nè và đầu xuyên thấu chuyên nghiệp. Thì đường in vào bao gồm ngõ 6 ly và ngõ canon đực. Đấy, chúng ta chơi chế độ CT hoặc mono ở đây nha. Thì đối với cái bao này nó công suất nó 350W cho 4 ôm, và đối với 8 ôm thì khoảng tầm 220W anh em ha, cho 8 ôm anh em đủ sức anh em chơi hai cặp bô là vô tư. Đấy, hoặc là một cặp bass 30. Đấy, phần mặt mũi rất là đẹp nè. Anh em xem. Đấy, quạt nó tản nhiệt thì nó hút hơi từ phía trước, từ cái khe này ra phía sau ha. À, sử dụng một thân phôn nguồn xiến và sử dụng 16 thỏi saken. Rồi thì theo cái cân đối thì em sẽ bán cái con này cho anh em là 6,5 triệu bao ship anh em ha, 6,5 triệu bao ship, xây ngang qua là 48 và hầu sau qua là 46 ha. Rồi em sẽ mở nguồn lên nè. Đây, hai cây quạt khi nào đủ độ nóng cần thiết thì nó mới quạt anh em ha. Đấy. Rồi em sẽ lay nhạc. Đây là volume từng lò này ha. Mà chết người gái nhỏ hậu phương, mà chết người em gái tôi thương. Đời tôi là chiến binh rừng núi, thường ngày lên những đôi hoa xin, thấy cành xin tím thương vô. Thì nãy em đang nghe, đang quay có điện thoại hơi gián đoạn một xíu, anh em thông cảm ha. Thì đối với con bao này tiếng em đánh giá rất là hay. Thì anh em sử dụng để nghe nhạc karaoke đều được ha. Nhưng mà con này karaoke bảo đảm với anh em là hay vượt xa tầm tiền. Tiếng rất là sáng và gãy mic rất là dày ha. Thì em đang test cái nguồn nhạc chai từ TV xuống qua cái đầu giải mã thôi, không qua rề hay là qua quang. Đấy, mà tiếng rất là hay. Rồi sẽ tắt, em mở phần nội thất cho anh em xem. Đây, nội thất rất là chất, con này nội thất rất là chất ha. Một tăng khô nguồn xiến rất là to, rất là dày ha. Đây thể hiện một chuyện 120V luôn nè. Nói nhìn nhà những cái bờ mạch anh em thấy không? Thiết kế rất là đẹp. Những cái này nè, những cái dấu này là dấu dơ nè, em không dám lao thì sợ nó lem keo ra ha. Đó, những cái phần nào em lau được em sẽ lau. Đấy,
mỏ quế này sử dụng 2, 4, 6 6 con thoi Saken ha. Và những con điểm K này, những con điểm rất là chất. Đó, thì con này nó đánh 12 con. Và 4 tụ lục nguồn. Đây, những bo mạch rất là sạch sẽ, rất là chất. Đây, tổng thể này nè. Cực đẹp luôn ha. Zin nguyên bản tuyệt đối cho anh em chơi. Đấy, bo mạch rất là mới. Đây, phần phía sau. Rồi, em cũng xin kết thúc clip ha. Và giá là 6,5 triệu cho con bao chất lượng như này. Cái này anh em kết hợp thêm van sơ, van cơ hoặc van số là anh em chơi karaoke gia đình rất là hay. Con này tiếng rất là hay, giảm mít rất là dày. Đấy. Rồi, em xin kính chào anh em ha.